Chào các bạn đến với kênh YouTube 68 TV. Đây là một chiếc tàu vận tải lớn các bạn. Nhìn từ xa mình tưởng đâu là chiếc Titanic. Một chiếc tàu quá lớn các bạn ơi. Và hiện giờ có thể nó không có chở hàng nên chiều cao của nó mình nhìn khủng khiếp luôn. Đây là một chiếc tàu của Trung Quốc nha. Chiếc tàu có chiều dài gần 190 m các bạn. 189 m và chiều rộng là 32 m. Quá khủng khiếp này. Hồi xưa Titanic chắc cũng cỡ này à. Đây là chiếc tàu vận tải được hạ thủy năm 2001 và 22 năm trước các bạn. Một chiếc tàu của China. Chiếc này đặc biệt chở được 52.508 tấn nha. Quả trời nó đi tốc độ cũng ghê gớm luôn. Mấy con tàu mà nó không chở hàng nhìn nó cao và nhìn nó rất là hoành tráng các bạn. Ở góc độ này mình nhìn thấy mới ghê nè. Quá. Anh này cảng nhà là Thượng Hải. Quá khủng khiếp thiệt chứ. Quá lâu mới thấy con tàu các bạn ơi. Tàu lớn chở được 52.000 tấn vô đây là quá trời rồi. Cái đuôi của nó đạp nước nhìn khủng khiếp không. Trời ơi trời, cái bánh lái kìa. Mấy con này tiêu thụ dầu cũng rất là khủng các bạn. Cái máy của nó là khoảng 2 đến 3 tầng nha. Quá trời. Mấy chiếc này chở hàng, chở mà biết bao nhiêu hàng của nó các bạn. Nó chạy nó không có chở hàng, cái bánh lái của nó nhìn nổi trên mặt nước. Mấy chiếc này sửa lại làm ống khói là y hệt Titanic luôn các bạn. Quá lớn. Mấy chiếc chở hàng nhìn rất là hoành tráng nha. Nhưng mà vẫn không qua được mấy anh container. Mấy chiếc container đây, một chiếc Xi'an, một chiếc của Trung Quốc nữa. Chiếc này Hồng Kông các bạn, Trung Quốc Hồng Kông. Cái chiếc này mà nó không chở hàng nữa thì nhìn nó cũng rất là cao và lớn các bạn. Đây là một chiếc tàu container dài 171 m. Ngắn hơn chiếc chở hàng hồi nãy nha. Chiếc này chỉ chở được 24.400 tấn thôi. Chở được 1.800 cái container. Thường container vào đây là những chiếc container hạng trung các bạn. Chiều dài dưới 200 m, từ 220 m đổ xuống à. T
Tại con sông này mớ nước của nó không cho phép qua 12 mét nha. Mấy chiếc dài 300 đến 400 mét thì nó sẽ đậu ngoài cái mép. Xa xa có anh máy bay Vietnam Airlines nãy giờ. Anh này quá dài các bạn. Mấy chiếc container hiện giờ nó đã chở nhiều hàng và nó mất luôn cái mũi lê, mất tiêu cục gù luôn nha. Đây là một chiếc tàu của Singapore, một chiếc tàu có chiều dài 207 mét và chiều rộng là 30 mét. Một chiếc dài 207 mét, các bạn thấy là mình nhìn rất là xa các bạn, nhìn rất là ghê. Chiếc cứu hỏa lai dắt có súng phun nước nữa nè. Anh này thuộc nhóm lai dắt nha các bạn. Quá trời chiếc Tiger nó chạy nè. Quá trời nó chở hàng rồi. Container chở chắc khủng khiếp không? Khẩm luôn rồi. Kinh khủng thiệt. Đây là những chiếc tàu dài gần 200 mét không các bạn. Chiếc Tiger này dài 192 mét nha. Đặc biệt chiều ngang nó tới 37 mét và nó cái bồn lái của nó nằm ở phía trước luôn các bạn. Đây là chiếc tàu container, cái bồn lái nó nằm ở phía trước. Mấy chiếc mình quay là toàn là nó nằm ở phía sau không à. Phía trước thì nó không có cao. Nó thòng cái một chiếc tàu dầu nha. Anh này bị mắc cạn hay gì mà anh chạy lên kho đen luôn các bạn. Tới đây chạy hết nổi rồi. Đây là một chiếc tàu dầu tải trọng tương đương với 50.000 tấn. Chiếc này mớ nước mà qua đến 11 mét là mệt mỏi nha các bạn. Có thể là bị mắc cạn luôn khi mà nước ròng. Quanh hai đang đi lên nữa nè. Hôm nay mấy anh container đi vào đây rất là nhiều. Quanh hai 291. Màu sơn của anh hai nhìn rất là đặc biệt nha, giống như tàu chiến đó. Chơi màu xám. Quá trời bữa nay nó chở không thấy cái mớ nước luôn. Đây là chiếc tàu có thể chở được 2.000 cái container, tương đương với 23.000 tấn các bạn. Cái chiều dài là 175 m, chiều rộng 29 m.
cái đài quan sát ở phía trước của nó, thấy mình thấy nó 3 tầng luôn các bạn. Mấy con tàu này, cái buồng lái phía sau nó nằm ở tầng thứ 8, thứ 9 nha. Có thể nó chắc từ bon tàu lên hết cái hành trình của nó là khoảng 5 cái container. Quanh 2291. Quá trời, một chiếc xà lan chạy bên kia. Quá dài. Chiếc này quay đầu là từ bên này xong đi qua kia xong luôn, bắt cầu luôn. Chiếc Jack Wing Photon.
chiếc san các bạn ơi. Chiếc tàu này rất là dài. Nhưng mà thông số thì chiếc này dài 208 mét nha. Chiều ngang là 30 mét. Và tải trọng là 33.000 tấn. Đây là một chiếc tàu container. Hôm nay nó không chở gì luôn. Cái dài container các bạn.
Thank you.